Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Hồi ức Thời chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em thân mến, ngày nay khi bàn đến cụm từ người Việt hải ngoại hay Việt kiều, có không ít người sẽ nghĩ ngay đến các thành phần hậu duệ Việt Nam Cộng hòa đang sống lưu vong tại Mỹ. Tuy nhiên, sự thật thì không phải như thế. Người Việt Nam hải ngoại hiện nay không chỉ có ở Mỹ mà còn ở hàng chục quốc gia khác, đồng đến mức hình thành nên những cộng đồng Việt và thậm chí còn được xem là một dân tộc thiểu số ở một vài nước. Vậy hiện nay, đâu là những đất nước có nhiều người Việt Nam sinh sống nhất thế giới? Có phải người Việt hải ngoại nào cũng chống phá, phản động hay không? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Nói về các quốc gia có người Việt Nam sống nhiều nhất, thì ở vị trí thứ 10 đó là Nga với 150.000 Việt Kiều. Trước đây, Nga và Liên Xô có mối quan hệ rất mật thiết. Trong lịch sử, Việt Nam đã từng có các lớp học sinh và sinh viên được cử sang Liên Xô học tập với mục tiêu tạo nguồn nhân lực phục vụ đất nước. Trong giai đoạn này, cộng đồng người Việt tại Liên Xô chủ yếu là sinh viên lưu học và nghiên cứu sinh, đặc biệt vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Khoảng 50.000 sinh viên Việt Nam đã sang Nga học tập. Tuy nhiên, một số người Việt tại Nga và Liên Xô không chỉ là sinh viên. Trong số 150.000 Việt Kiều tại Nga, hơn 20% đang sinh sống và làm việc tại thành phố Moscow. Cộng đồng người Việt này thường hoạt động trong các nghề bán buôn, bán lẻ, cũng như các lĩnh vực hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp nhẹ, ví dụ như là giày dép, hàng may mặc và các loại hàng nông thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ. Vị trí thứ 9 là Đức với 188.000 Việt Kiều. Đây cũng là một cộng đồng lớn ở nước ngoài. Cộng đồng người Việt tại Đức thường đi theo hai con đường chính, học tập và lao động. Mối quan hệ chính trị gần gũi giữa Việt Nam và Đông Đức đã tạo điều kiện cho việc này. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam đã ký hiệp định, hiệp thương để hỗ trợ những người Việt ở lại. Ở vị trí thứ 8 đó là Hàn Quốc với 224.518 Việt Kiều. Có thông tin ghi nhận rằng lần đầu tiên có một lượng lớn người Việt di cư đến bán đảo Triều Tiên là vào cuối thời nhà Lý. Khi đó, nhà Trần cướp ngôi và sát hại một số người Việt đã gia thần và vương tôn. Nhà Lý đã chạy thuyền đến phía Bắc, giao lưu để tá túc. Cụ Lý Long Tường, con trai thứ 7 của vua Lý Anh Tông, là người nổi tiếng trong sự kiện này. Cụ Long Tường đã đánh bại hai cuộc xâm lăng của Mông Cổ. Dòng họ Lý Hoa Sơn từ đó đã phát triển. Thế kỷ thứ 20 và 21 lại chứng kiến sự xuất hiện thêm nhiều người Việt Nam đến Hàn Quốc để học tập và định cư. Một sự kiện đặc biệt là vào năm 2015, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon và vợ đến dâng hương tại nhà thờ dòng họ Phan Huy ở Sài Gòn, Quốc Oai, Hà Nội. Ông xác nhận ông là người Việt và là một người con của dòng họ Phan, tên bằng tiếng Hán là Phan Văn Cơ. Sự kiện này gây chú ý và suy diễn về hậu duệ của họ Phan Huy. Cộng đồng người Việt lớn thứ 7 trên thế giới tại Canada với 240.000 Việt Kiều. Những người Việt đầu tiên tại Canada là sinh viên và học sinh du học từ miền Nam Việt Nam trước những năm 1975. Theo thống kê, khoảng 1/4 số người gốc Việt tại Canada làm việc tại các xưởng sản xuất, xí nghiệp và các công ty. 10% số người làm công việc riêng như kinh doanh. Phần còn lại là tham gia vào các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu khoa học và ngành kỹ thuật. Vị trí thứ 6 là cộng đồng người Việt tại Úc với 300.000 Việt Kiều. Trước năm 1975, chỉ có khoảng 2.000 người Việt tại Úc. Sau đó, do những biến cố về lịch sử, số lượng Việt Kiều tại Úc tăng lên một cách đáng kể trong hai thập kỷ gần đây. Có thêm những làn sóng người sang Úc để du học và định cư. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp, cơ hội việc làm cho học sinh và sinh viên tại Úc là rất cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc thấp so với sự phát triển của nền kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư, làm cho cộng đồng người Việt tại Úc dễ dàng thích nghi. Cộng đồng người Việt thứ 5 trên thế giới nằm tại Đài Loan với khoảng 320.000 Việt Kiều. Dự kiến, Việt Kiều chiếm khoảng 1/4 lao động nước ngoài tại Đài Loan. Cô dâu Việt Nam tại Đài Loan có số lượng hơn 100.000 người và họ thường kết hôn với người đàn ông bản xứ. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan đa dạng, bao gồm những người đã di cư đến và những công dân Đài Loan sinh ra với cha mẹ là người Việt. Cộng đồng người Việt thứ 4 trên thế giới nằm tại Pháp với 400.000 Việt Kiều. Một nhân vật lịch sử nổi tiếng là hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh đặt chân lên Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18. Con số này bắt đầu tăng khi Phan Thanh Giản chụp ảnh Nam Kỳ trong chuyến Tây Du. Cộng đồng người Việt tại Pháp ngày càng đông đảo và đa dạng, từ những người sinh sống từ hàng chục năm trước đến sinh viên mới sang Pháp để học tập gần đây. Vị trí thứ 3 là Nhật Bản với 500.000 Việt Kiều. Theo số liệu của Bộ Tư pháp Nhật Bản, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 3,
khi Pháp đô hộ Đông Dương, nhiều sinh viên Việt Nam tìm đến Nhật Bản theo phong trào Đông Du của cụ Phan Bộ Châu. Những thế hệ đi trước đã tạo ra cộng đồng người gốc Việt tại Nhật Bản. Số người Việt tại Nhật Bản đã tăng nhanh chóng trong những năm gần đây do tình trạng thiếu nhân lực. Đặc biệt là từ năm 2009 đến cuối năm 2019, có hơn 400.000 người Việt sống tại Nhật Bản, gấp khoảng 10 lần so với năm 2009. Ngoài ra, khoảng 80.000 du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đất nước này, tạo thành tổng số 500.000 Việt Kiều đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và vị trí thứ hai đó là Campuchia, với số lượng dao động từ 400.000 đến 1 triệu Việt Kiều. Thống kê chính xác số lượng người Việt đang sinh sống làm việc ở Campuchia hoặc những người gốc Việt tại Campuchia là công việc cực kỳ khó khăn. Việt Nam ảnh hưởng rất lớn đến Campuchia, đặc biệt là đối với cộng đồng người Campuchia gốc Việt, dân tộc thiểu số lớn nhất tại Campuchia. Người Campuchia gốc Việt tập trung ở những đô thị như Phnom Penh và dọc theo sông Mekong, sông Ba Sắc và vùng biển Hồ, mưu sinh bằng nghề trái lưới. Ở thế kỷ thứ 19, nhà Nguyễn dưới triều vua Minh Mạng sáp nhập toàn bộ phần lãnh thổ phía đông của Campuchia, được gọi là Trấn Tây Thành, vào nước Đại Nam. Pháp sau đó xâm lăng Việt Nam và chiếm đất Nam Kỳ, thuyết phục vua Campuchia chấp nhận chế độ bảo hộ của Pháp. Tuy nhiên, ảnh hưởng của người Việt ở Campuchia tăng lên khi chính quyền bảo hộ, tuyển mộ và sử dụng người Việt làm nhân sự trong bộ máy hành chính tại Campuchia. Công nhân người Việt cũng sang làm khu đồn điền cao su cho Pháp ở Campuchia. Việt Nam tiếp tục ảnh hưởng lớn tại Campuchia, giúp Campuchia thoát nạn diệt chủng tàn bạo Khmer Đỏ do Pol Pot cầm đầu vào thế kỷ 20. Cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới. Và cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới là cộng đồng người Việt tại Mỹ với hơn 2 triệu Việt Kiều. Điều này chiếm gần một nửa số lượng người Việt ở hải ngoại toàn cầu và chiếm khoảng 0,7% dân số cả nước Mỹ. Người Việt Nam trong nhóm các quốc gia châu Á đông đảo nhất tại Mỹ, cùng với Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, cụ Bùi Viện được coi là sứ giả đầu tiên sang Mỹ để kết nối giao hảo. Nhưng đã có một người Việt Nam sang Mỹ trước cụ Bùi Viện 20 năm và trở thành cowboy. Ông là Trần Trọng Khiêm, quê ở Phú Thọ. Ông đến với Mỹ giữa thế kỷ thứ 19. Ngày nay, cộng đồng người Việt tại Mỹ phát triển nhanh, mạnh, hưởng lợi từ nền kinh tế và chính sách an sinh xã hội của Mỹ. Người mang dòng máu Việt tại Mỹ tập trung đông ở California, Washington. Để mà bàn về lý do tại sao có nhiều người Việt tại Mỹ đến thế, thì nhiều anh em sẽ nghĩ ngay đến việc họ là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa di cư sang Mỹ năm 1975. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Di dân Việt Nam sau năm 1975 là một sự kiện trong lịch sử Việt Nam hiện đại, là hệ quả của cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Những người di dân này rời Việt Nam và đã tạo ra nhiều cộng đồng người Việt hải ngoại ở Mỹ. Cuộc di dân này có thể được phân thành 3 giai đoạn với 3 khái niệm. Tị nạn sau chiến tranh là dòng người đi khỏi lãnh thổ Việt Nam xung quanh trước và sau sự kiện 30 tháng 4 năm 75. Vượt biên là dòng người tiếp tục rời Việt Nam bất hợp pháp bằng đường biển hoặc đường bộ trong những năm sau đó. Và dòng người rời Việt Nam theo chương trình ra đi có trật tự chỉ dành cho người đến Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt là những người định cư tại Hoa Kỳ có nguồn gốc người Việt. Với tổng dân số được ước tính hiện nay với hơn 2,2 triệu người, họ chiếm khoảng một nửa dân số người Việt hải ngoại trên thế giới. Theo số liệu của Migration Policy Institute, Viện Nghiên cứu về Chính sách Di dân, thì trong số đó có khoảng 116.000 người cư trú bất hợp pháp. Phần lớn người Việt di cư đến Hoa Kỳ kể từ sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975, với những người nhập cư đầu tiên là những người tị nạn từ Việt Nam Cộng Hòa được chính phủ Hoa Kỳ di tản. Tiếp theo là những thuyền nhân vượt biên ra nước ngoài bằng đường biển. Kể từ thập niên năm 1990, những người Việt định cư vào Hoa Kỳ chủ yếu là để đoàn tụ gia đình. Người Mỹ gốc Việt bắt đầu hòa nhập vào xã hội Hoa Kỳ và trở thành một cộng đồng dân tộc thiểu số đáng kể tại quốc gia này. Lịch sử của người Mỹ gốc Việt chỉ mới diễn ra gần đây trong khoảng mấy mươi năm gần đây. Trước năm 1975, những người Việt tại Mỹ là vợ hoặc con của những người lính Mỹ tham chiến tại Việt Nam hoặc là học sinh, thương gia đến định cư ở Mỹ. Ước tính có khoảng từ 15.000 đến 18.000 người. Sau khi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ sau sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 75, kết thúc chiến tranh Việt Nam, làn sóng tị nạn đầu tiên bắt đầu. Vì lý do sợ chính quyền mới trả thù, làn sóng người đầu tiên rời Việt Nam vào mùa xuân năm 75 gồm khoảng 125.000. Đa số là gia đình quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa, dân thị thành, thành phần có học thức hoặc có công tác với quân đội Hoa Kỳ.
hoặc được chính phủ Hoa Kỳ vận chuyển bằng máy bay đến những căn cứ tại Philippines và Guam, và sau đó được di chuyển đến những trung tâm tị nạn khắp nước Mỹ. Những người tị nạn này lúc đầu không nhận được sự hoan nghênh của dân chúng Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò ý kiến vào năm 1975 cho thấy chỉ có 36% người dân Hoa Kỳ chấp nhận việc nhập cư của người Việt qua nước họ. Tuy vậy, Tổng thống Gerald Ford và những viên chức khác ủng hộ họ một cách mạnh mẽ bằng việc thông qua đạo luật di trú và người tị nạn Đông Dương trong năm 1975, cho phép họ nhập cư đến Hoa Kỳ bằng một vị thế đặc biệt. Những người Việt tị nạn được bố trí định cư rải rác khắp nước để giảm thiểu tác động của họ đối với những cộng đồng địa phương và hạn chế sự hình thành những khu vực tập trung dân tộc thiểu số. Tuy thế, trong vài ba năm thì hầu hết người Việt tị nạn đã tái định cư tại California và Texas, khiến hai tiểu bang này có dân số người Mỹ gốc Việt cao hơn cả. Năm 1976, bắt đầu làn sóng người Việt di cư thứ hai cho đến giữa thập niên năm 1980. Ngay sau khi thống nhất Việt Nam, chính quyền mới tập trung nhiều thành phần liên quan đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và đưa họ đi học tập cải tạo. Những người trong trại được dạy chủ nghĩa Mác Lênin trong từ vài ba tháng tới vài ba năm phải lao động sản xuất để tự cấp tự túc lương thực thực phẩm. Nguyên nhân khác là chính sách kinh tế lúc đó giới hạn tối đa các quyền tự do kinh doanh của người dân, nền kinh tế bao cấp trở nên chi trệ, gây ra tình trạng khốn khổ, khó cho dân chúng trong đời sống. Nguyên nhân quan trọng khác là chiến tranh biên giới Tây Nam giữa Việt Nam và Khmer Đỏ. Các tỉnh phía Nam giáp biên giới với Campuchia thường xuyên bị Khmer Đỏ bắn phá, tập kích, khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Những người dân khác trở nên lo sợ chiến tranh sẽ lan tới nên tìm cách di tản hàng loạt. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc tuyên truyền cho người Việt là hãy rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt vì quan hệ Việt Nam-Trung Quốc khi đó rất căng thẳng và đã có chiến tranh vào năm 1979. Hàng trăm ngàn người chấp nhận vượt biên trong những chiếc ghe nhỏ chật chội, cực kỳ nguy hiểm trên những cơn sóng gió bất thần của Biển Đông. Nếu thoát được hải tặc Thái Lan, Campuchia hay những cơn sóng lật úp thuyền, họ thường được đến những trại tị nạn ở Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hồng Kông hoặc Philippines, hòng đi đợi, đi định cư ở nước thứ ba. Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật người tị nạn năm 1980 giảm bớt những giới hạn việc nhập cư, trong khi nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chấp nhận chương trình ra đi có trật tự do Hoa Kỳ đề xuất, dưới sự điều khiển của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc do áp lực của quốc tế và nhu cầu đoàn tụ của nhiều người dân có thân nhân đã sinh sống tại hải ngoại. Giữa những năm 1981 và 2000, Hoa Kỳ tiếp nhận 531.310 người tị nạn từ Việt Nam. Mỗi gia đình Việt Nam tại Mỹ có trung bình 3,8 người, so với 3,2 người cho người Mỹ nói chung. Số tiền thu nhập cho mỗi đầu người Mỹ gốc Việt hàng năm là 20.074 đô la, thấp hơn con số 26.688 đô la cho mỗi người Mỹ. Tính về trình độ học vấn, người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ người chưa tốt nghiệp trung học 26,7%, cao hơn người Mỹ nói chung 15,5%. Trong số những người trên 25 tuổi, bởi vì một lượng lớn người Việt khi đến Mỹ đã đến tuổi lao động và cộng thêm tiếng Anh thì không rành, nhưng số người Mỹ gốc Việt có bằng cử nhân 19,1% thì cao hơn người Mỹ nói chung 17,4%. Những người Việt này phần lớn là F2, sinh ra tại Mỹ hoặc đến Mỹ khi còn nhỏ tuổi. Điều này chứng tỏ tư chất học hành của người Việt Nam là không hề thua kém, thậm chí là trội hơn người Mỹ. Nhiều người Mỹ gốc Việt có quan điểm chống cộng rất mạnh, nhất là những người từng tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong một cuộc thăm dò ý kiến cho tờ báo Orange County Register năm 2000, 71% người trả lời là việc đấu tranh chống cộng là việc ưu tiên hàng đầu hay rất quan trọng, và 77% coi trọng việc thúc đẩy chính phủ Việt Nam cải thiện chính sách nhân quyền. Người Mỹ gốc Việt thường xuyên biểu tình chống chính phủ Việt Nam, lên án tình trạng nhân quyền tại Việt Nam và biểu tình chống đối cả những cá nhân hay đoàn thể mà họ cho rằng ủng hộ chính quyền Việt Nam. Một thí dụ có thể kể là vào năm 1999, một cuộc biểu tình rầm rộ nhằm chống một người làm nghề cho thuê băng video tại Westminster, tên là Trần Trường, khi ông này treo cờ đỏ sao vàng của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bức hình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Số người biểu tình lên đến 15.000 người trong một đêm, và cuộc phản đối này kéo dài 55 ngày đêm liên tục, gây nên tranh cãi về vấn đề tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ. Gần đây, nhiều nhóm người Mỹ gốc Việt đã vận động trong chiến dịch cờ vàng thành công ở một số thành phố và tiểu bang với mục đích dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa làm biểu tượng đại diện cho cộng đồng người Việt tại địa phương.
tháng 8 năm 2006, chính phủ tiểu bang California và Ohio đã thông qua đạo luật coi lá cờ này là biểu tượng người gốc Việt ở địa phương. Chính phủ Việt Nam phản đối việc này và đây là một trong những điểm gây ra bất đồng trong quan hệ Việt-Mỹ. Tại một số lĩnh vực, người Việt chiếm lĩnh thị trường. Khoảng 80% thợ móng hay còn gọi là làm nail ở California và 43% toàn quốc là người Mỹ gốc Việt. Tại vùng vịnh Mexico, người Mỹ gốc Việt chiếm từ 1/3 đến một nửa các công việc ngư nghiệp. Theo nghiên cứu năm 2013 của trường đại học Brown, khi so sánh 6 nhóm di dân gốc Á Châu, Hoa, Ấn, Phi, Nhật, Hàn và Việt, thì người gốc Việt có thu nhập thấp nhất. Ấn Độ và Nhật Bản là hai nhóm di dân thành đạt nhất tại Mỹ, trong khi người nhập cư Việt Nam có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất so với 5 nhóm kia và cũng là cộng đồng có lợi tức và học vấn thấp hơn cả. Niềm tự hào của cộng đồng người Mỹ gốc Việt không thể không kể đến những người Việt đang nắm giữ cấp tướng trong quân đội Mỹ. 7 vị tướng cả nam lẫn nữ gốc Việt trong quan hệ Hoa Kỳ là các tướng Lương Xuân Việt, Lapte Flora, William Seely, Nguyễn Tử Huấn, Daniel Lee Ngô, Vũ Thế Thủy Anh và Jones Aquas, gồm đủ các binh chủng thủy, lục và không quân. Lương Xuân Việt với quân hàm thiếu tướng lục quân là vị trí người Mỹ gốc Việt có quân hàm cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em. Ông có mẹ sinh năm 1937, sinh sống tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ và cha ông là cựu thiếu tá sư đoàn thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Việt Nam, Lương Xuân Đương, đã qua đời vào năm 1997 ở tiểu bang California. Mới năm ngoái đây thôi, một người Mỹ gốc Việt cũng được cộng đồng hải ngoại xướng tên như là một sự tự hào khi đạt được giải Oscar, đó là Quán Kế Huy. Quán Kế Huy sinh ngày 20 tháng 8 năm 71 là một diễn viên người Mỹ, một thuyền nhân Việt Nam, xuất thân từ một gia đình người Việt gốc Hoa. Sau gần 20 năm gián đoạn kể từ vai diễn cuối cùng của mình, Huy đã trở lại diễn xuất vào năm 2021 trong bộ phim hài chính kịch Khoa học viễn tưởng Cuộc chiến đa vũ trụ được giới phê bình đánh giá cao. Diễn xuất của ông đã nhận được sự hoan nghênh lớn và mang cho ông giải Oscar và giải Quả Cầu Vàng cho nam diễn viên điện ảnh phụ xuất sắc nhất. Ông là một trong hai diễn viên gốc Á đã đoạt giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, với chiến thắng tại giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh 2023, ông cũng đã trở thành người gốc Á đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục nam diễn giải Oscar và hạng mục nam phụ cho giải thưởng Quả Cầu Vàng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều cho rằng không nên đưa các yếu tố gốc Việt vào để mà vơ lấy và tự hào cho thành tích của Quán Kế Huy. Bởi tài năng diễn xuất và cả những thứ ông học được đều đến từ nước Mỹ chứ không phải là Việt Nam. Người Việt Nam nên tự thân cố gắng và để chính người Việt Nam đang sinh sống tại quê hương đất tổ làm rạng danh non sông, chứ không nên trông chờ vào thành tích của những người gốc Việt hải ngoại để tự hào. Bạn nghĩ sao về quan điểm này? Liệu chúng ta nên giữ một thái độ như thế nào với cộng đồng người Việt hải ngoại tại Mỹ? Hãy comment ý kiến ở bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và thời lượng dành cho video ngày hôm nay của chúng tôi cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Thay mặt ekip của kênh Hồi ức Thời Chiến, cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé! Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những video lần sau!